vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Test âm thanh của Audio Bản An Giang. Thì hôm nay em xin giới thiệu tiếp tục đến quý vị và các bạn hai đôi Ramsa Dubbed A70K, sở hữu bass 20 và một chép drum. Dòng này thì tiếng karaoke hát nó cực hay ha, bass đánh lực, chép rất là sáng. Thì bên em về hai đôi rất là đẹp luôn nha, đẹp tuyệt vời đấy. Đôi lưới trắng này đây anh em, rất là đẹp luôn. Đây, lưới cái lưới bắt được. Thả mồm 160W nha. Đôi này thì cái da nguyên của nó, còn đôi này là được mấy anh nước ngoài, mấy anh phủ lên cái lớp gì đó nó bóng bóng nè, anh em nhìn cũng thấy nè ha. Nói chung em cũng không biết là cái gì nữa, mà lớp này nó cũng khá dày đó anh em, dày đó, rất dày luôn á, bóng bóng đó. Nói chung là chắc anh thích cái đèn bóng hay sao đó, anh em nhìn nó chóa ha, nhìn nó hơi chóa ha, nhìn nó hơi chóa sang chút xíu. Bóng lưỡng luôn, rất là đẹp luôn. Đôi trắng này thì giá 3,2 triệu nha. Còn cái đôi đèn bóng này, đôi lưới đèn bóng này ha, cũng là rất là đẹp luôn. Đây, tuyệt đẹp á, đẹp tuyệt vời đây. Mấy anh Tây thì nói chung mấy ảnh thích cái gì anh làm cái đó thôi nè, chứ không phải là như mình ở đây đâu nha. Giờ là 2020 rồi, không có ai mà chơi như xưa nữa nha, phải có cái gì đó mới mẻ thì nhìn nó mới có cảm giác thú vị. Chứ thật sự cái mấy cái lo này đem về anh em, thật sự em hỏi luôn có anh em nào dám sơn không, người ta chơi thích cái gì là người ta làm cái đó ha, cái đó là nó mới trải nghiệm, nó thú vị đó. Còn anh em mình thường thì có cái thôi, suy nghĩ là chơi xong rồi có thể bán lại. Cái lo này nó đẹp đây, anh em thấy còn cái miếng mút che đúng không, còn bên đây nó bị mục, nó rớt rồi nè, này nó còn luôn cái mút che luôn nha. Đây nó cũng sắp mục rồi nè, nhưng mà đụng, nhưng mà không đụng tới nữa nha. Lo mà zin hết nguyên bản, rất là đẹp. Đôi này thì giá nó sẽ là 3 triệu nha. Còn đôi lưới trắng kia thì nó 3,2 triệu. Anh em thích đôi nào thì hốt đôi đó ha. Nguyên zin hoạt động tốt, hoàn hảo hết.
Đôi đen này thì 3 triệu ha, còn đôi trắng thì nó 3 triệu 2. Thì anh em thích cái nào thì làm cái đó. Lò rất là đẹp. Rồi em xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em đã theo dõi anh clip. Quý vị và các bạn, các anh chị em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bảy An Giang, và nhớ nhấn nút thành cái chuông để xem những video clip mới nhất. Đây anh em thấy nó bóng chưa? Nhìn nè, bóng này. Bóng là dạng bóng dày, nó có thằng luôn. Rồi, xin cảm ơn, em xin kết thúc video tại đây.